Bà Phạm Thu Hương là vợ của doanh nhân tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người sáng lập tập đoàn tư nhân số 1 Việt Nam Vingroup, đồng thời là doanh nhân tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam được tạp chí Fox vinh danh. Bà Thu Hương tốt nghiệp và bảo vệ thành công luận án thạc sĩ luật quốc tế tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Kiev, Ukraine. Hiện nay, VBA Phạm Thu Hương đang giữ chức vụ phó chủ tịch tập đoàn Vingroup. Vợ ông Phạm Nhật Vượng cũng là một trong những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt. Bà Thu Hương rất kín tiếng trước truyền thông. Tuy nhiên gần đây lần đầu tiên bà xuất hiện trước truyền thông là vào năm 2020, khi bà cùng chồng là ông Phạm Nhật Vượng trao giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu Vinfuge do vợ chồng bà Thu Hương sáng lập. Bà Phạm Thu Hương sinh ngày 14 tháng 6 năm 1969, tuổi kỷ dậu, bà thuộc mệnh thổ. Bà Phạm Thu Hương được sinh ra tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống hiếu học. Bà Hương có một người chị là Phạm Hồng Linh và em gái là Phạm Thúy Hằng. Hiện nay em gái bà Thu Hương là Phạm Thúy Hằng cũng đang giữ chức phó chủ tịch tập đoàn Vingroup giữ một lượng cổ phiếu khá lớn của tập đoàn. Hiện nay gia đình bà Hương và ông Vượng đang sinh sống tại khu đô thị Vinhome Riverside thuộc địa phận quận Long Biên, Hà Nội. Bà Hương và ông Phạm Nhật Vượng có ba người con là Phạm Nhật Quân Anh, Phạm Nhật Minh Hoàng, Phạm Nhật Minh Anh. Tài sản của bà Phạm Thu Hương khoảng chừng hơn 17.000 tỷ, trở thành người phụ nữ giàu nhất sản chứng khoán Việt khi vượt qua bà Nguyễn Thị Phương Thảo, chủ tịch Vietjet Air. Sự nghiệp bà Phạm Thu Hương gắn liền với ông Phạm Nhật Vượng và Vingroup. Sau khi tốt nghiệp tại nước ngoài, bà và ông Phạm Nhật Vuông ở lại nước ngoài lập nghiệp. Thời gian đầu vợ chồng bà Hương xây dựng trung tâm thương mại dành cho người Việt. Vợ chồng bà vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang qua các đơn vị xuất nhật khẩu rồi trực tiếp phân phối tại trung tâm thương mại của mình. Công việc vợ chồng bà ngày càng tiến triển khi thành lập nhà hàng dành cho người Việt tại Kha Cốp lấy tên là Thăng Long và do bà Hương làm giám đốc. Năm 1993, vợ hồng bà thành lập công ty Technocom chuyên sản xuất mì ăn liền. Công ty được thành lập từ nguồn vốn của vợ chồng bà Phạm Thu Hương, em gái bà là Phạm Thúy Hằng và một số cựu du học sinh người Việt. Năm 2000, vợ chồng bà quyết định quay trở về Việt Nam để đầu tư, mở đầu là dự án Vincom và Vinpearl. Năm 2010, Nestle mua lại Technocom ở Ukraine. Vợ chồng bà Hương quyết định dồn toàn lực về đầu tư tại Việt Nam. Xây dựng đế chế tập đoàn tư nhân số 1 Việt Nam hiện nay là Vingroup. Bà Phạm Thu Hương hiện tại giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Vingroup. Các bạn đang theo dõi thông tin về bà Phạm Thu Hương vợ ông Phạm Nhật Vượng trên kênh Người nổi tiếng 24h. Xem chi tiết hơn trên website tiếng 24 h net Hãy đăng ký kênh để theo dõi và cập nhật video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.